Xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi thì hôm nay em có lên kênh để tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình cái lô mai giống, mai ghép giống siêu bông Sài Gòn nè, siêu bông Bình Lợi nè, với là nhiều Ngọc Toàn bên vườn em ha. Cho cô chú anh chị mình về sưu tầm dịp mình chơi Tết năm 2025 luôn ha. Giá cực kỳ yêu thương luôn. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho vườn của em nha. Hôm nay em lên mức giá chỉ từ 500 cây ha, tới 600 ngàn cây em bao ship ha. Rồi không mất thời gian nữa, vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn đi ha. Mã số 11F nha cô chú anh chị, một cây xôn Sài Gòn ha, giống chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị. Cây này lên chậu dĩa đẹp lắm nha, củ nằm lắc rất là dễ thương ha. Cây thì nụ non lên đều gan rồi ha. Rồi quanh cây này 16 nha. Cao cây này 60. Tán ngang nó được 60 luôn. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha, rồi giá là 500 ngàn bao ship nha cô chú anh chị. Rồi mã số 12F một cây xôn Bình Lợi nha cô chú anh chị. Hàng bao chuẩn giống bảo hành giống cho cô chú anh chị mình nha. Rồi hoành là được 14 ha. Cao là được 71. Tán ngang là được 70 nha. Rồi cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá cũng chỉ là 550 ngàn bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình luôn ha. Tiếp theo mã số 13F ha. 13F là một cây siêu bông Sài Gòn giống của chú Sáu Bình Dương nữa ha. Cái này thân cũ nằm quá trời đã luôn. Rồi. Quanh cái này là được 14 ha. Cao là được 70. Tán ngang là được 64 ha. Rồi cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá cũng chỉ là 550 ngàn em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi tiếp theo mã số 14F nha cô chú anh chị. 14F cũng là một cây xôn Sài Gòn giống của chú Sáu luôn cô chú anh chị ha. Cũ quá trời đã luôn. Rồi hoành là được 16 ha. Cao là được 62. Tán ngang là được 58. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 550 ngàn bao phí vận chuyển luôn nha. Rồi tiếp theo mã số 15F nha cô chú anh chị. Rồi một cây xôn Bình Lợi ha. Rồi, cái tàn quá trời đã luôn cô chú anh chị ơi. Cái này còn cũ dưới ha. Vì mình khai thác mình nâng lên chậu dĩa giùm em nha. Em vô về cho ấm bầu ghế cô chú anh chị. Hoành là 17 ha. Cao là được 61. Tán ngang là được 68. Rồi cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá cũng chỉ là 550 ngàn bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình luôn nha. Các cô chú anh chị. Là một cây xôn Sài Gòn luôn ha. Rồi. Hoành là được 15 nha. Cao là được 64. Tán ngang là được 65. Rồi cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Và giá cũng chỉ là 450 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo cây mã số 17F nha cô chú anh chị. Một cây xôn Sài Gòn giống của chú Sáu nha cô chú anh chị ha. Rồi. Hoành là được 17 nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 56. Tán ngang là được 72. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá cũng chỉ là 500 ngàn bao phí vận chuyển ha. Theo cây mã số 18F ha. Một cây siêu bông Sài Gòn. Rồi hoành là 16 ha. Cao là 67. Tán ngang là được 59. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá cũng chỉ là 500 ngàn bao ship luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 19F ha. Rồi một cây siêu bông Bình Lợi nữa ha. Tàn quá trời đã luôn cô chú anh chị ha. Cây này có đế luôn nha. Này vô chậu dĩa cái đưa cái đế lên rất là đẹp nha. Rồi cái này hoành là được 18 ha. Chiều cao là được 57. Tán ngang là được 67. Rồi cái này em giao lưu là 550 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo cây mã số 20F cũng là cây cuối clip em giao lưu ngày hôm nay luôn ha. Là một cây xôn Bình Lợi ha. Rồi. Hoành là 16 ha. Cao là 72. Tán ngang là được 75 ha. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 500 ngàn em bao phí vận chuyển ha. Ở đây cũng là cây cuối đấy em giao lưu ngày hôm nay luôn ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn của em nha. Em xin nhắc lại số điện thoại giao lưu của em ha. Là 0868 803221 đó cũng là số Zalo luôn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị nha.